Chào mọi người, mình là Phương Anh. Mình thì mới đến, mình là học sinh của khoa quốc tế trường Thanh Hoa. Mình đang sống ở Xin Tân Trúc. Mình thì mới đến đây được có nửa năm thôi, nhưng mà mong rằng là những chia sẻ của mình thì sẽ giúp ích cho các bạn. Thì thật ra thì ở đây thì lúc nào cũng có hai mặt cả, mặt tốt và mặt xấu. Thì mình bắt đầu với mặt tốt nha. Thì bạn bè ở đây thì sẽ đến từ rất là nhiều nước, thì các bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, giống như là bạn bè từ bốn biển năm châu á. Thế nên là các bạn có thể làm quen với rất là nhiều người. Sau đó thì thầy cô ở đây thì vô cùng tốt, mình cảm thấy thế. Nếu như bạn có vấn đề gì ấy, thì có thể nói với thầy cô sẽ nhất định là sẽ lưu tâm cái vấn đề của bạn, sau đó giải quyết cho bạn. Mình cảm thấy đây là điều rất là tốt mà Việt Nam không ít làm được ấy, đối với bạn cá nhân mình là như thế. Rồi người Đài cũng rất là tốt nữa. Người ta thường rất là khoan dung đối với những cái lỗi lầm của mình ấy, người ta luôn cho mình cái cơ hội thứ hai để thay đổi. Thế là mình ở đây mình thấy khá là tốt, sống khá là thoải mái, không bị áp lực gì nhiều. Với lại nếu như bạn mà chưa có biết chọn ngành nào ấy, thì bạn có thể chọn nhóm A, tại vì nhóm A năm thứ nhất và năm thứ hai sẽ học tiếng Trung, xong đến năm 2, năm 3, năm 4 thì mới bắt đầu chọn chuyên ngành. Thế bạn có thể trong 2 năm đấy bạn có thể tìm hiểu xem mình thật sự phù hợp với cái gì ở ngôi trường Thanh Hoa này. Sau đó mình nghĩ là việc tốt thì chắc là nếu như bạn là người Việt Nam, nhất là con gái, thì chắc chắn là bạn đến đây sẽ phải thử trà sữa rồi. Chắc điều này ai cũng nói, mình không nói nhiều nữa. Thế bây giờ đến mặt xấu nha. Mặt xấu thì ở đây người ta học hành rất là chăm chỉ, bạn đến đây bạn phải thật sự cố gắng, bạn không thể chểnh mảng được đâu. Bây giờ là dù là kỳ nghỉ Tết hay là gì ấy, thì người ta vẫn đi học bình thường và đều đều à, bạn còn học mình đến 12 giờ vẫn chưa có ngủ. Thế các bạn phải học hành rất là chăm chỉ. Hơn thế nữa là nếu như các bạn ăn quen đồ ăn Việt Nam rồi ấy, nhất là mấy cái món như bánh tráng trộn, chả cuốn nem cuốn gì đấy, thì sau này sẽ không có. Các bạn hãy cố gắng thưởng thức những gì mà các bạn đang có ở Việt Nam, và sang đây các bạn sẽ phải trải nghiệm đồ ăn ẩm thực của Đài Loan một cách vô cùng truyền thống. Và theo như người Đài nói thì ở đồ ăn ở Tân Trúc thì cũng không hẳn là quá nổi bật so với các nơi khác ấy, thế nên là các bạn phải làm quen dần dần đó. Nếu như các bạn còn có vấn đề gì muốn hỏi thêm thì các bạn có thể liên lạc văn phòng của trường, IBP của trường. Còn nếu không, các bạn muốn hỏi riêng mình thì có thể liên lạc mình trên Instagram là PANH, giống không phải nhá. Cảm ơn.